Nhà ai có lò nướng thì hãy thử làm ngay mấy em khay đất sét này nha. Đây là đất sét nung, vì vậy loại đất này sẽ cứng hơn là đất sét bình thường hoặc là đất sét tự khô. Muốn đất mềm ra thì chúng ta sẽ nhào nhiều lần, sau đó vo tròn và cán ra như là làm bánh luôn ấy mọi người. Để làm khay thì mọi người không nên cán quá mỏng nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng dao khắc hoặc là dao dọc giấy để tạo hình. Với các bạn nhỏ thì chúng ta nên hướng dẫn các bạn làm những hình thật là đơn giản thôi. Bước tiếp theo chúng ta chỉ cần miết tay để cho viền đất phía bên ngoài cao lên, như vậy đồ sẽ không bị rơi ra. Sau đó đặt khay lên giấy nến để cho khỏi dính rồi mang đi nướng. Tùy độ dày mỏng khác nhau mà chúng ta sẽ nướng ở nhiệt độ 150 độ C từ 10 đến 20 phút. Trước khi nướng nhớ làm nóng lò 10 đến 15 phút ở nhiệt độ 150 độ C nhé. Sau khi nung xong thì chúng ta để khay ra ngoài chờ hết nóng cho cứng hẳn rồi mới tô màu nhé. Mình có thể sử dụng màu acrylic. Với màu acrylic ở dạng hũ như thế này thì chúng ta cần phải thời gian khô trước khi tô trồng một màu khác lên. Các bạn nhỏ thì có thể sử dụng màu acrylic dưới dạng marker để có thể dễ dàng tô hơn. Mọi người nhớ là khay này thì không nên dùng để đựng đồ ăn hoặc đồ uống mà chỉ nên sử dụng để đựng các phụ kiện nhỏ nhắn xinh xắn thôi nhé. Cuối cùng chúng ta đổ thêm một lớp keo gây zin UV lên để cho khay trông bóng bẩy hơn. Như vậy là rất nhanh thôi, chúng ta đã có ngay cả một bộ sưu tập khay đựng đồ xinh xắn rồi. Bộ môn này cực kỳ dễ, phù hợp với cả các bạn nhỏ từ độ tuổi 5-6 tuổi đổ lên. Nếu nhà có lò nướng thì các mẹ đừng ngại để cho các bé thử nhé. Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia trực tiếp workshop làm đất sét nung của May tại Complex số 1 Tây Sơn. Hẹn gặp lại mọi người trong các video hướng dẫn làm đồ thủ công tiếp theo. Bye bye.